dẫn năm đứa con, thì con cảm nhận được cái sự bình an ấm áp đó. Và trong những ngày sống trong những ngày của tuần tân nhật phục sinh, tân nhật giáng sinh, thì con cảm nhận được một điều đó là chính đời sống của Đức Giêsu Kitô, ngài cũng đã tự hiến, ngài có thể có một cuộc sống giàu sang, phú quý, hạnh phúc, nhưng mà ngài không chọn là sống cuộc sống giàu sang hạnh phúc đó, là ngài đã tự hiến thân mình, dám hy sinh, chấp nhận sinh hạ sinh xuống nơi máng cỏ nghèo hèn đôi tay để sống một cuộc sống nghèo khó, để cảm nhận được cái sự khó khăn vất vả của nhân loại và để cảm thông và phục vụ nhân loại. Thì ngang qua bài học của thầy thì con cũng cảm nhận được tình yêu mà Chúa dành cho chúng con thật là lớn lao, và qua đó thì con cũng cần nhìn nhận lại chính bản thân của mình và luôn biết sống yêu mến, hy sinh, phục vụ như Chúa đã từng dâng hiến và phục vụ cho chúng con. Con xin cảm ơn thầy và quý thanh niên. Xin hết ạ. Dạ vâng, con cảm ơn sơ. Vâng, bây giờ con xin mời quý sư Đa Minh Tâm Hiệp. Còn sơ nào có thể chia sẻ một chút cảm nghiệm của quý sơ không ạ? Con kính thưa thầy và các thành viên, con xin chia sẻ về cảm nghiệm của con trong bài học hôm trước. Con thích cái hình ảnh Abraham đuổi Hagar ra khỏi nhà. Con trình hồi mà lần trước thầy dạy thì cái mà thù địch bên ngoài ấy, những cái sự giữ bên ngoài là các vua chúa của Abraham đi đến và gặp các dân này dân kia, thì những cái sự giữ đó nó rất là mạnh và nó có thể giết hại Abraham, thì Thiên Chúa đã dùng bàn tay của ngài và cứu thoát Abraham. Qua tất cả những cái điều đó, nhưng mà con cảm thấy rằng Abraham chắc chắn là có tiền, rồi có nhiều gia nhân và này kia. Ông lại còn làm vô em cho Gióp, kêu cầu cho những dân khác. Nhưng mà trong chính cái gia đình của mình thì ông không có, giống như thầy nói là ông không có chu toàn những cái chức vụ của một người cha. Có nghĩ là đối với một người đàn ông mà ngay trong gia đình của mình mà cũng không bảo vệ được những đứa con của mình, thì có lẽ cái đấy nó rất là khổ, rất là khổ tâm. Và trong cái đợt mùa Giáng sinh vừa qua thì con cũng hỏi Chúa là tại sao mà Chúa chọn Abraham mà Abraham vẫn đau khổ như vậy. Rồi lễ các thánh anh hài thì cũng đúng vào ngày Chúa sinh ra, nhưng mà bao nhiêu trẻ bị giết như vậy và cái sự đau khổ nó vẫn không có dừng lại, nó vẫn cứ tràn lan. Và con cảm nghiệm được là trong chính cái ơn gọi của con, trong chính cái ơn gọi dâng hiến, mặc dù chúng con ở trong nhà dòng được những cái khổ sở mà ở ngoài họ phải giúp Chúa ban chúng con hết, mà những cái thánh giá sao vậy. Xong rồi con cũng quan sát là Abraham cũng được Chúa chọn nhưng vẫn không thoát khỏi những đau khổ. Các ngôi sứ và chính Chúa Giêsu cũng không có đi vào khẩu con đường đó. Rồi con suy nghĩ là nếu mà tôi chọn Abraham đứng đấu lại, không phải đau khổ cũng con đường của ông, nhưng mà em đẹp phúc thì không, ông gọi là cha của những kẻ không. Chính những cái khó khăn của ông, trong những cái chiến đấu của ông, thì Chúa đã làm cho ông trở thành cha của những người tin, con người giá thật sự. Thì con nghĩ rằng đấy cũng là con mà Chúa mời gọi con đi qua những thể như đêm tối, nhưng không Chúa sẽ luyện cho con thành những đệ tử. Thank you.
Dạ vâng, cảm ơn sơ ạ. Con mời quý sơ hàng xóm nhỉ. Biên tập miền hình giáo Tân Việt ạ. Dạ vâng. Có thành viên nào có thể chia sẻ cho con một chút không? Dạ. Dạ, con thưa thầy và thưa những thành viên trong khóa học ạ. Thì trong những chương gần đây nhất khi mà chúng ta cùng tìm hiểu với nhau á, thì bản thân con rất là đánh động bởi cái chương mà lời hứa của Chúa dành cho ông Abraham. Thì đối với Chúa, cái lời hứa đối với Ngài, đối với con người á, thì nó như một chương trình vậy. Nó không phải là lời hứa của đôi bên với nhau, lời hứa không phải là thực hiện được ngay trong chốc lát hay là trong thời gian ngắn, nhưng mà là lời hứa khi mà lời của Thiên Chúa đã hứa với con người và giao ước với con người á, thì đó là một chương trình. Và đó, nếu mà chương trình á thì thời gian rất là lâu và dường như là hoạch định một khoảng thời gian rất là dài, đòi buộc con người phải chờ đợi. Và Abraham cũng thế, Thiên Chúa đã hứa với Abraham từ rất lâu rồi rằng là sẽ có một dòng dõi đông như sao và không tài nào đếm nổi những người con của ông. Nhưng kỳ thực thì cho đến gần cuối đời ông vẫn không nhận được cái điều đó, và cái nỗi tủi nhục đấy và Hagar phải chịu trong suốt thời gian dài. Nhưng cuối cùng thì Chúa cũng thực hiện điều đó, và lời hứa của Chúa dành cho ông thì nó lớn lao và nó mang một cái gọi là trọn vẹn và viên mãn cho cuộc đời của ông Abraham để khởi sự cho một dân tộc. Thì trải qua rất là nhiều thời gian, cả sự thử thách rất là đau khổ cũng như là niềm tin của ông, thì Abraham đã có được cái sự trung kiên như vậy. Thì bản thân con đã thấy là mỗi người khi bước vào cuộc đời hay là trong mọi cuộc sống nào cũng vậy, đều có một sứ mạng riêng là lời hứa của Chúa, ước mơ của Chúa trên cuộc đời của cá nhân đó, là việc của chúng ta là cộng tác với Chúa và chờ đợi cũng như là kiên nhẫn, như là Chúa sẽ nói rằng là ta sẽ làm cho ngươi hạnh phúc, nhưng trước khi ngươi hạnh phúc á, ta sẽ làm cho ngươi trở nên thật sự mạnh mẽ. Thì đó là điều mà Chúa hứa và cũng là chương trình mà Chúa đặt để vào mỗi người. Đó là điều mà bản thân con cảm nhận được khi mà đọc qua các chương, tìm hiểu về các chương mà ông Abraham chờ ngày lời hứa của Chúa thực hiện trong cuộc đời của ông. Dạ, con xin hết ạ. Vâng, con cảm ơn Sơn. Con cảm ơn Sơn, cảm ơn sự những chia sẻ của quý thành viên. Và trong cái buổi mà hôm qua đó, chúng ta nói với nhau về lịch sử Israel, thì các sơ có thấy làm sao ạ? Cái hành trình đức tin của Abraham hay hành trình đức tin của những nhân vật ở trong Kinh Thánh, chúng ta thấy là không hề đơn giản gì. Nhưng mà đấy lại trở nên mẫu gương cho chúng ta, hay là mẫu gương chúng ta sẽ thấy là trong dòng chảy trong tư tưởng của người Do Thái á, thì Abraham là vị tổ phụ vĩ đại, đúng không ạ, là cha của những kẻ tin. Thế nhưng mà chúng ta sẽ thấy là đấy là một nhân vật rất thật, không phải là một nhân vật mà người ta tạo nên không có tì vết, không phải là một nhân vật mà ở nơi đấy là hoàn toàn cái gì đấy nó thần thánh hóa lên, nhưng là một con người rất thật, với những cái méo mó, với những cái xấu xí, với những cái mà người ta nhìn người ta không chấp nhận được. Thế nhưng chính trong cái đấy chúng ta sẽ thấy là Kinh Thánh diễn tả cho chúng ta khuôn mặt rất thật của con người. Và chúng ta thấy là sao? Từ những cái mà chúng ta thấy là những cái đổ vỡ ấy, từ những cái mà chúng ta thấy là méo mó và xấu xí ấy, vươn lên và chính Chúa làm cho cái nhân vật ấy trở nên vĩ đại. Và khi mà chúng ta nhìn và chúng ta soi chiếu cuộc đời của mình và trong mẫu gương của tổ phụ Abraham,
Hãy mẫu gương của Mô-sê, hãy mẫu gương của David, các nhân vật chúng ta nhìn thấy ở trong Cựu Ước. Chúng ta nhìn ra cái chân dung của mình. Các ngài cũng là những con người. Các ngài cũng là những người làm sao ạ? À, đổ vỡ mỏng giòn như chúng ta. Nhưng mà các ngài đã đứng lên và để Thiên Chúa làm cho các ngài trở nên vĩ đại. Và trong ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá cái mà một cái biến cố quan trọng trong cuộc đời của tổ phụ Abraham, và sau biến cố này ngài được mệnh danh là cha của những kẻ tin, hiến tế Isaac. Nhưng mà trước khi hiến tế Isaac thì Abraham cũng đã hiến tế một người con khác trước đó, đó là Ismael. Chúng ta sẽ thấy nếu mà chúng ta đọc các tác phẩm của người Hồi giáo á, thì chúng ta sẽ thấy là Ismael hay thậm chí là Isaac được hiến tế. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ chiêm ngưỡng cái chân dung đau khổ của một người cha. Mình sẽ thấy cái nỗi dằn vặt ở trong cái tình trạng, tình cảnh của Abraham. Thế mà nhưng chính cái sau đấy nó lại là niềm vui và niềm hy vọng. Hôm trước thì chúng ta dừng ở câu số bao nhiêu ạ? Quý thành viên có nhớ không? Hôm trước chúng ta dừng ở Sáng Thế chương 21 đúng không ạ? Chúng ta dừng ở câu số 14. À, thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc với nhau. À, cái câu chuyện tiếp theo chúng ta sẽ đọc câu số 14 cho đến câu số 21. À. Sáng hôm sau, ông Abraham dậy sớm, lấy bánh và một bầu da đựng nước đưa cho Hagar. Ông đặt đứa bé lên vai nàng và bắt nàng phải đi. Bắt, đúng không? Chúng ta thấy cái từ này nó giống giống cái từ ở trên không? Ở trên là Thiên Chúa bắt tôi à, ra khỏi nhà cha tôi. Có những từ chúng ta chú ý bởi vì nó liên kết với những chương trước. Nàng đi lang thang trong sa mạc Beersheba. Con sẽ đọc trước, sau đó là có những cái nào mà quen quen thì con sẽ mời quý thành viên chúng ta nhắc lại cho con nhé. Bởi vì chúng ta nhớ một cái điều quan trọng là gì ạ? Các chương liên kết với nhau một cách rất mật thiết. Nàng đi lang thang trong sa mạc Beersheba. Khi nước trong bầu da đã cạn, nàng vất đứa bé dưới một bụi cây rồi đi ngồi đối diện, cách xa khoảng tầm cung bắn. Nàng nói, sao cho tôi đừng nhìn thấy đứa bé chết. Nàng ngồi đối diện và bật tiếng khóc. Thiên Chúa nghe thấy tiếng đứa trẻ và từ trời, sứ thần Thiên Chúa gọi Hagar và nói, sao thế Hagar, đừng sợ vì Thiên Chúa đã nghe thấy tiếng đứa trẻ ở chỗ nó nằm. Đứng lên, đỡ đứa trẻ dậy và ôm nó trong tay vì ta sẽ làm cho nó thành một dân tộc lớn. Thiên Chúa mở mắt cho nàng và nàng thấy một giếng nước. Nàng đi đổ nước đầy bầu ra rồi cho đứa trẻ uống. Thiên Chúa ở với đứa trẻ. Nó lớn lên, sống trong sa mạc và trở thành người bắn cung. Nó sống trong sa mạc Paran và mẹ nó cưới cho nó một cô vợ người đất Ai Cập. Thế thì trước khi mà chúng ta đi đến cái câu chuyện tiếp theo á, thì con xin mời quý thành viên chúng ta quan sát kỹ hơn cái câu chuyện này. Mình quan sát kỹ hơn câu chuyện này. Thế trước khi mà đi vào kỹ lưỡng thì con mời quý thành viên là sao? Chúng ta có thấy cái điều gì quen quen ở trong cái câu chuyện này không? Chúng ta thấy có cái gì quen quen mà đọc lại cái từ đấy làm cho chúng ta nhớ lại những cái câu chuyện ở các chương trước. Xin mời quý thành viên. À. Có ai có ý kiến gì không ạ? Dạ, thưa thầy, con xin được nói ý kiến của con. Dạ vâng. Là trong cái đoạn này câu 19 đó, thì con thấy là cái chỗ mà Thiên Chúa mở mắt cho nàng và nàng thấy một giếng nước, thì con liên Dạ. tưởng đến đoạn Tin Mừng Thánh Gioan nói về người phụ nữ Samaria bên bờ giếng Gia-cóp. Dạ. Vâng, cảm ơn sư. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ liên hệ với các chương trước đấy của sách Sáng Thế. À, chúng ta thử liên hệ các chương trước đấy của sách Sáng Thế xem như nào nhé. Con cảm ơn sư rất là nhiều. Vâng. Có quý thành viên nào nữa không ạ? Chúng ta có ý kiến nào nữa không ạ? Chúng ta có thấy cái từ nào quen quen với các chương trước không? Sáng sớm hôm sau,
sáng sớm hôm sau. Từ tháng 8 trên 20 tháng 8 là vua sáng hôm sau vua Abimelech dậy sớm thì đến câu 14 ông Abraham cũng sáng sớm hôm sau ông Abraham dậy sớm. Dạ rồi. Còn rồi làng làng Haraga đi lang thang trong sa mạc, lần trước cũng trốn cũng đi trong sa mạc. Dạ đúng rồi. Nghe thấy tiếng. Dạ rồi. Còn gì nữa không ạ? Mở mắt cho nàng là nhìn thấy chữ nước. Mở mắt. Lần trước cũng dạ, nhìn vâng. thấy chữ nước. Dạ đúng rồi, ở trong cái tình cảnh đúng không? Trong cái tình cảnh khó khăn. À, còn thêm cái gì nữa? Thiên Chúa. Vậy thì vâng, Thiên Chúa ở với đúng không? Đừng sợ. Những cái cụm từ mà chúng ta đã nghe thấy ở trong các chương trước rồi đúng không? Và đừng sợ mà hôm trước con có chia sẻ với quý thành viên là cái từ mà giống như ở trong trận chiến đó, đối diện, đúng rồi, chính xác. À. Diện đối diện, đúng không ạ? Sau cái diện đối diện ấy là gặp gỡ Thiên Chúa. Chúng ta thấy ở trong các trình thuật đều có những cái đấy đúng không? Ví dụ trong trình thuật mà con người đưa các con vật đến diện đối diện không có. À, ở trong chương 2 của sách Sáng Thế chúng ta cũng thấy cái điều đó. À, rồi câu chuyện đừng sợ ở trong câu chuyện trước. À, khi mà liên hệ đúng không ạ? Liên hệ cái câu chuyện mà Hagar trong hoang mạc. Thế thì đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai, con mời gọi quý thành viên chúng ta đọc ở trong này, chúng ta thấy có cái chi tiết nào lạ không? Quý thành viên chúng ta đọc trong này, chúng ta thấy có cái chi tiết nào lạ không? Bây giờ mình đọc kỹ hơn một chút. Mình thấy là ở trong cái đoạn này, trong có mấy câu thôi, có cái chi tiết gì lạ? Vâng, sa mạc mà có nước là một chuyện rồi. Còn chuyện gì nữa không? Ở trong chính bản văn đó. Chúng ta đọc thử xem là có cái điều gì lạ không? Theo con là như là Thiên Chúa nghe thấy tiếng đứa trẻ và ý là nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ. Vâng. Ờ, cái này muốn trả lời nó là sao ra? Dạ vâng. Không sơ đang mở mic ạ. Dạ sơ đang mở mic ạ. Sơ cứ nói cho sơ. Dạ vâng. Con mời sơ đào hành. Dạ con thưa thầy là con thấy ở đây là một Thiên Chúa luôn biết lắng nghe, một Thiên Chúa nhìn, một Thiên Chúa không có, một Thiên Chúa trung tín, không có thiên vị, mà ở đây ngài có nói cho một là cái đứa trẻ đó sẽ phải đưa lên nữa một chút cho con nữa, nghĩa dạ, là vâng, cũng sẽ làm cho Ismael một dân tộc lớn giống như là làm cho Isaac. Vâng, dạ, con cảm ơn sơ. Khi nãy con thấy sơ Tố Trâm có nói một cái yếu tố rất là thú vị, đấy là gì ạ? Haga khóc mà Thiên Chúa lại nghe thấy tiếng đứa trẻ khóc. Ủa, chúng ta đọc kỹ bản văn mà xem đúng không? Quý thành viên đây chúng ta sẽ xem này. À, nàng nói em sao cho tôi đừng nhìn thấy đứa bé chết. Nàng ngồi đối diện và bật khóc. Haga đối diện và bật khóc. Nhưng chúng ta đọc quan sát kỹ hơn ở đằng dưới xem. À, sao thế Haga đừng sợ vì Thiên Chúa đã nghe thấy tiếng đứa trẻ ở chỗ nó nằm. Nghe thấy tiếng đứa trẻ. Bà mẹ thì khóc bù loa lên. Không thể nói gì mà đứa trẻ cũng vậy. Chúng ta sẽ thấy rất lạ lùng ở đây là Haga là người khóc. Nhưng Thiên Chúa lại nói em sợ. Nghe thấy tiếng đứa trẻ ở chỗ nó nằm. Và chúng ta chú ý những cái động từ ở đây. Các cái tư thế khác nhau đúng không ạ? Ngồi, nằm, đứng, ngồi xuống. Đây chúng ta thử mà xem. Mình đọc kỹ hơn nhé. À, chúng ta chú ý đến những cái động từ. Bởi vì thông thường ở trong Kinh Thánh, nếu chúng ta không biết là để mà cái chất liệu để mà cho chúng ta suy tư hay chúng ta cảm nghiệm, chúng ta suy niệm Kinh Thánh á, thì chúng ta có thể chú ý đến những cái động từ ở trong bản văn. Nếu mà mình không biết được những cái bối cảnh rộng lớn hay bối cảnh hẹp, mình không có biết, thì cách đơn giản nhất, cách gọi là đơn giản nhất đó là chúng ta để ý đến cái tư thế hay cái không gian, cái động từ ở trong bản văn, cái tư thế nào. Thế thì chúng ta sẽ thấy ở đây là sao? Cái bối cảnh của nó. Thứ nhất là sáng hôm sau, Abraham dậy sớm, lấy bánh và một bầu ra đựng nước đưa cho Hagar. Ông đặt đứa bé lên vai nàng và bắt nàng phải đi. Thì chúng ta chú ý lên đằng trên làm sao? Cái không gian hôm trước chúng ta vừa nói rồi. Mở đầu của câu chuyện là toàn là hình ảnh cười nói thôi. Đúng không ạ? Nào là Sarah cười, Abraham cười, rồi Isaac cười, Ismael cũng cười. À, chúng ta thấy này.
Bà Sarah thấy đứa con mà Hagar người Ai Cập sinh ra trong Abraham đang cười giỡn. Mở đầu của câu chuyện toàn là hình ảnh cười thôi. Và mở đầu của cái câu chuyện này chúng ta cũng thấy làm sao ạ? Chúng ta chú ý đến cái tình trạng nước đầy và nước cạn. Ở đầu câu chuyện trên bối cảnh này chúng ta thấy gì ạ? Sáng hôm sau, ông Abraham dậy sớm, lấy bánh và một bầu da đựng nước đưa cho Hagar. Ông đặt đứa bé lên vai nàng và bắt nàng phải đi. Có một bầu da đựng nước, nhưng ngay trong câu sau, chúng ta thấy làm sao? Nước đã cạn. Trong câu 14 thì làm sao? Một bầu da đựng nước. Và trong câu 15, nước. Khi nước trong bầu đã cạn. Một cái cám cảnh. Một cái làm sao? Kết nối để chúng ta thấy nếu như đằng trên là cười thì ngay lập tức đằng sau này chúng ta sẽ thấy chuyển biến tâm lý của nhân vật, chuyển biến gọi là sao ạ, diễn biến của câu chuyện. Nước trong bầu đã cạn. Dường như không còn hy vọng nào nữa. Nàng vất đứa bé dưới một bụi cây. Rồi đi ngồi đối diện lùi ra xa để thấy cái cảnh đấy. Khoảng tầm cung bắn. Tại sao lại làm sao ạ? Tại sao lại ngồi đối diện vất đứa bé dưới bụi cây? À, cách xa khoảng tầm cung bắn. Rồi, nàng nói, sao cho tôi đừng nhìn thấy đứa bé chết? Nhưng mà chúng ta sẽ thấy rất lạ, bởi vì sao? Nếu mà bảo là, nếu mà sao cho tôi đừng nhìn thấy đứa bé chết thì đáng lẽ phải bịt mắt lại. Đúng không ạ? Hay là phải quay đi chỗ khác. Nhưng mà đây làm gì ạ? Đặt đứa bé gốc cây rồi ngồi đối diện với nó mà nói là sao cho tôi đừng nhìn thấy đứa bé chết. Nghe có lạ không thưa quý thành viên? Rất lạ. Rất lạ. Bảo là sao cho tôi đừng nhìn thấy đứa bé chết mà lại ngồi đối diện với nó ở một cái khoảng cách để nhìn thấy như thế. Rồi sau đây, đấy là cái điểm lạ thứ nhất. Thứ hai chúng ta sẽ thấy là nàng ngồi đối diện. Lặp lại tiếp đúng không ạ? Nàng đi rồi ngồi. À, đối diện. Nàng ngồi đối diện và bật tiếng khóc. À, chúng ta sẽ thấy và bật tiếng khóc. Và sau đấy làm sao ạ? Chúng ta thấy là Thiên Chúa nghe thấy tiếng đứa trẻ từ trời. Chúng ta thấy cái hình ảnh mà Thiên Chúa nghe quen không? Rất quen. À, Thiên Chúa nghe, Thiên Chúa nhớ. Và ở đây chúng ta sẽ thấy làm sao ạ? Thiên Chúa là đấng thấu suốt, Ngài là đấng giữ lời hứa. Đứng lên. À, đây sao thế? Sao thế Haga? Đừng sợ. Ở đây chúng ta Thiên Chúa nói sao? Sao thế Haga? Đừng sợ. Cái lời này chúng ta cũng thấy rất quen đúng không ạ? Vì Thiên Chúa đã nghe thấy tiếng đứa trẻ ở chỗ nó nằm. Người mẹ là người khóc. Và trong cái tư thế em sợ đối diện vậy là một cái gì đấy mong chờ. Một cái mà mình tưởng chừng như là bế tắc hết rồi. Một cái mà rất là hiển nhiên đúng không ạ? Có lẽ giây phút này làm sao đứa trẻ có thể chết. Chúng ta để ý đến cái khoảng lặng này. Đứng lên, đỡ đứa trẻ dậy, đang từ cái tư thế nằm, đứng lên đỡ đứa trẻ dậy và ôm nó trong tay. Vì ta sẽ làm cho nó thành một dân tộc lớn. Thế nhưng chúng ta sẽ nhìn thấy cái tư thế tiếp theo là không có chỉ Haga đỡ đứa bé lên và ôm nó trong tay, nhưng là chính Thiên Chúa đỡ đứa bé lên và ôm lấy nó trong tay của Ngài. Chúa mở mắt cho nàng và nàng thấy một giếng nước. Đấy câu chuyện giống nhau, giống giống như đằng trên đúng không ạ? Và chúng ta thấy ở cái điều tiếp theo này, à, Thiên Chúa mở mắt cho nàng thấy một giếng nước, nàng đi đổ nước đầy bầu ra. Chúng ta thấy bắt đầu lại chuyển biến lại, đang từ nằm chuyển thành đứng lên rồi mở mắt đúng không ạ? Nước trong bầu cạn và bây giờ nước trong bầu lại đầy rồi cho đứa trẻ uống. Và chúng ta thấy ở trong câu 20 làm sao ạ? Thiên Chúa ở với đứa trẻ. Thiên Chúa ở với. Và chúng ta thấy cái điều này nó giống như là một cái mô típ rất là quen thuộc ở trong Kinh Thánh. Đừng sợ, Thiên Chúa ở với. Chúng ta thấy ở trong lời truyền tin của thiên sứ đúng không ạ?
Maria đừng sợ. À, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. À, chúng ta vẫn đọc trong cái lời kinh kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người phụ nữ. Đừng sợ bởi vì có Thiên Chúa ở cùng. Đừng sợ bởi vì cho dù mình đang ở trong cái hoàn cảnh làm sao cám cảnh và trái ngược, mình nhìn thấy trong cuộc đời của mình cũng có những cái giây phút ấy. Cũng có những lúc thăng, cũng có những lúc trầm. Có những lúc mình dạt dào nhiệt huyết với công việc tông đồ, với đời sống cộng đoàn, nhưng cũng có những lúc mình rơi vào trong cái cám cảnh. Mình thấy dường như là cái lửa nhiệt huyết hay lửa yêu mến Chúa ở trong cái lửa đời tu ở trong đời cuộc đời của mình á, nó chảy đi đâu hết rồi. Và lúc đấy mọi sự dường như mình dửng dưng thôi. Mình ngồi đối diện để mình nhìn, để mình chiêm ngưỡng. Không làm gì hết, hai tay đút túi. Trong cái khung cảnh ấy bảo, thôi Chúa làm gì làm, con sống trong đời tu vậy đó. Nhưng bây giờ có vẻ như là cái tình yêu của con, cái lửa nhiệt huyết của con, nó đi đâu mất rồi. Ngồi đối diện, rất là lạ lùng đúng không ạ? Ngồi đối diện mà bảo, thôi Chúa đừng làm cho con ước gì, con không phải nhìn thấy cái chết của đứa trẻ. Mà trong khi đó mình đang ngồi đối diện mình nhìn. Nhưng mà Thiên Chúa là đấng thấu suốt. Có thể ở đây đang là nỗi buồn, nhưng rồi nó sẽ trở nên niềm vui. Có thể ở đây nó là cái hoàn cảnh bế tắc, hoàn cảnh của việc chảy hết nước. Nhưng mà Thiên Chúa là đấng thấu suốt. Thiên Chúa là đấng lắng nghe. Ngay cả những điều mà chúng ta không có nói. Bởi vì Chúa là đấng thấu suốt. Nhưng mà chúng ta chú ý đến cái câu làm sao? Đừng sợ vì Thiên Chúa đã nghe thấy tiếng đứa trẻ ở chỗ nó nằm. Ở chỗ nó nằm. Ngồi đối diện hay là mình đặt mình trong ngay cả tư thế của đứa trẻ đi chẳng hạn. Ở chỗ nó nằm. Có những lúc mình muốn nằm, đúng không ạ? Có những lúc mà mình muốn thôi cái công việc, bởi vì cái lửa nhiệt huyết của mình, cái nước ở trong bầu da đựng của mình từ lúc khởi đầu tu xong trong sau một thời gian nữa, nó hết mất rồi, nó chảy đi đâu mất tiêu rồi. Những lúc mình không có muốn làm gì, thôi sống an phận cho qua ngày đoạn tháng. Và có những lúc mà mình cảm thấy chán nản, phải chăng là sao, phải chăng là chúng ta nhớ ở trong cái chương trước đó, Thiên Chúa hứa với Haga làm sao ạ? Ta cũng sẽ làm cho cái dòng dõi của Ismael trở nên lớn mạnh. Rồi Thiên Chúa cũng hứa với Abraham cũng như vậy. À. Và Thiên Chúa cũng hứa với chúng ta. À, Thiên Chúa cũng mời gọi chúng ta khi mà chúng ta bước chân vào nhà dòng. Chúng ta bước chân vào đời tu, đúng không ạ? Cái lý tưởng mọi sự vì được Chúa ở cùng. Đừng sợ vì có Chúa ở cùng. Tham dự thánh lễ hàng ngày, lắng nghe lời Chúa, sống trong đời sống cộng đoàn, Chúa vẫn luôn ở cùng chúng ta. Nhưng mà có lúc chúng ta tưởng chừng như là cái bầu da, cái bầu nước nhiệt huyết, cái sức sống của chúng ta nó bị lụi tàn rồi. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ thấy em sao? Chúa mở mắt. Mở mắt. Bà có nhắm mắt không? Hay là ở đây nó giống như là một cái cụm từ em sao? Chúa mở mắt. Và nàng thấy một cái giếng nước. Có thể chúng ta cũng so sánh cái đấy giống như là cái hành trình mà chúng ta đang học ở trong cái môn này chẳng hạn, hay trong những cái môn khác ở trong bộ môn Kinh Thánh. Có thể trước đấy chúng ta đọc Kinh Thánh rất nhiều lần rồi, chúng ta đọc câu chuyện này, đọc câu chuyện khác rất nhiều lần, nhưng mà có thể bất chợt vào một lúc nào đó khi mà chúng ta tưởng chừng như là mình đang chán nản, thì Chúa lại khơi lên trong chúng ta, Chúa mở mắt cho chúng ta để khơi lên cho chúng ta cái niềm yêu mến Kinh Thánh, yêu mến lời Chúa. Nàng đi đổ đầy, đổ nước đầy bầu ra, có thể với biến cố này, biến cố kia, qua con người này, qua con người kia, hay qua sự kiện này, qua sự kiện kia, mà Chúa lại khơi lên trong chúng ta cái lòng khát khao, lòng mến, để rồi từ đấy chúng ta chạy đi và múc cho đầy cái bầu ra ấy. Có thể có những lúc trong đời tu của chúng ta cảm thấy mệt mỏi, thì những dịp tĩnh tâm, đúng không ạ, để cho chúng ta nạp lại năng lượng. Hay có thể là qua một cái bài giảng, bài chia sẻ, hay trong chính trong sâu thẳm tâm hồn của chúng ta được đánh động, và chúng ta chạy đi, chúng ta kín múc lại cái sức mạnh hay cái tình yêu thuở ban đầu, từ đó múc nước
rồi cho đứa trẻ uống. Nhu cầu, Thiên Chúa nhìn thấy cái nhu cầu, nhìn thấy cái hoàn cảnh, và chúng ta sẽ thấy làm sao. Nếu như là cái khung cảnh nó càng căng thẳng, càng kịch tính, thì cái kết nó sẽ mở rộng hơn. Nếu như đằng trên nó là sự bế tắc thì bây giờ làm sao, nước hết thì nước đầy, và đứa trẻ được được sống. Và chúng ta sẽ thấy ở đây là gì ạ? Thiên Chúa ở với đứa trẻ, nó lớn lên sống trong sa mạc và trở thành người bắn cung. Mình thấy bắn cung này nó có liên hệ gì không ạ? Mình lùi lên đằng trên đúng không ạ? Quý thành viên chúng ta chú ý đằng trên này, lùi xa một khoảng, xa khoảng tầm cung bắn, câu câu 16, rồi đi đối diện, xa khoảng tầm cung bắn, là sau này thành người bắn cung đúng không ạ? Thiên Chúa ở với đứa trẻ, nó lớn lên sống trong sa mạc, trở thành người bắn cung, nó sống trong sa mạc Paran, và mẹ nó cưới cho nó một cô vợ người đất Ai Cập. Đôi khi chúng ta nghĩ là sao, những cái người mà tưởng chừng như bị loại bỏ, những người mà tưởng chừng như bị loại trừ, bởi vì chúng ta biết là dòng dõi của Abraham và Isaac. Nhưng mà hôm trước con có chia sẻ với quý thành viên rồi, 12 chi tộc của Israel, thì bên Ismael cũng có 12 đầu mục, đúng không ạ? Dòng dõi của họ cũng phát triển, và chúng ta biết là Ismael là ông tổ của những người Hồi giáo, người Ả Rập, người Hồi giáo. Ismael là ông tổ của những người Hồi giáo. Và trong truyền thống, hay trong các kinh Quran, hay trong kinh của người Hồi giáo, thì Ismael rất được đề cập, được coi trọng. Có những cái truyền thống song song vậy. Dạ rồi. Bây giờ chúng ta tạm thời chúng ta nhớ các bước như vậy, để tí nữa chúng ta so sánh đối chiếu với câu chuyện Abraham hiến tế Isaac. Và tí nữa chúng ta sẽ thấy hai câu chuyện này khi đặt gần nhau nó sẽ rất là rõ ràng, rất là thú vị. Bây giờ chúng ta tạm thời chúng ta sẽ lướt qua cái câu chuyện tiếp theo. Và xíu nữa cái câu chuyện này, các thành viên chúng ta nhớ đến cái bố cục của câu chuyện này cũng được lặp lại. Và chúng ta sẽ thấy có một cái sự sóng đôi, người mẹ với người cha. Và chúng ta đừng quên là nhân vật mà được liên kết giữa cái hai câu chuyện này đều là Abraham. Cái đau khổ đầu tiên của Abraham đấy là phải làm sao? Từ bỏ đứa con đầu của mình. Đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu chuyện tiếp theo. Thời ấy, chúng ta sẽ thấy tách hẳn mặt mạch văn ra đúng không ạ? Ở trên này là nàng đi lang thang, rồi bắt đầu nói lại, quay trở lại. Thời ấy, vua Avimelech, chúng ta lại lập lại cái nhân vật Avimelech này. Cha của tôi là vua, đúng không ạ? Cùng với ông Pichon, tướng chỉ huy quân đội của vua, đến nói với ông Abraham. Thì quý thành viên đã biết là vua Avimelech là vua của vùng đất của người Philistine, đúng không ạ? Ông Pichon các thứ vậy. Và chúng ta nhớ là cái nơi cư ngụ của tổ phụ Abraham là ở Hebron, suối Mamre. Chào rồi. Đến nói với ông Abraham, Thiên Chúa ở với ông trong tất cả những gì ông làm. Vậy bây giờ ông hãy lấy Thiên Chúa mà thề tại đây với tôi là ông sẽ không lừa dối tôi và con cái cháu chắt tôi. Tôi đã lấy tình mà đối xử với ông thế nào thì ông cũng phải đối xử với tôi và với đất ông đang trú ngụ như vậy. Ông Abraham nói, tôi xin thề. Ở đây chúng ta sẽ thấy rất lạ là sao? Ở trong cái chương trước, chúng ta thấy là Thiên Chúa mà khải cho Avimelech đúng không? Qua cái câu chuyện chương trước chúng ta nhớ là có sự kết nối. Và ở đây chúng ta sẽ thấy rất lạ khi mà một người dân ngoại nói, một cái người mà làm sao không có cùng niềm tin với Abraham, Philistine nói làm sao, Thiên Chúa ở với ông. Không phải là Chúa nói với Abraham, nhưng mà ngay cả chính cái người khác người ta cũng nhận ra là sao, Thiên Chúa ở với ông trong tất cả những gì ông làm. Đó, làm thế nào mà mình bây giờ mình nhìn lại cái căn tính của mình, trong cái cuộc đời của mình á, trong cái cuộc sống của mình, người khác có thể nhận ra là Thiên Chúa đang ở cùng với mình không? Làm thế nào người ta nhận ra Thiên Chúa đang ở với mình trong tất cả những điều mà mình làm? Không biết là người ta có nhận ra là Thiên Chúa ở với mình không, hay là người ta đang nhận ra điều gì khác, đúng không ạ? Thiên Chúa ở với ông trong tất cả những gì ông làm. Vậy bây giờ
ông hãy lấy Thiên Chúa mà thề tại đây với tôi là ông sẽ không lừa dối tôi và con cái cháu chắt tôi. Trước đây Abraham đã lừa rồi, đúng không ạ? Chúng ta nhớ lại cái câu chuyện ở trong chương trước. Tôi đã lấy tình mà đối xử với ông thế nào thì ông cũng phải đối xử với tôi và với đất ông đang trú ngụ như vậy. Abraham nói, tôi xin thề. Và chúng ta sẽ thấy lấy danh của ai mà thề ạ? Ông hãy lấy Thiên Chúa mà thề. Thiên Chúa. Cái sự trân nhận. Ông Abraham nói, tôi xin thề. Ông Abraham trách vua Avimelech về chuyện giếng nước mà những đầy tớ vua Avimelech đã chiếm đoạt. Vua Avimelech nói, tôi không biết ai đã làm điều đó. Chính ông đã không thông báo cho tôi và chính tôi mãi tới hôm nay cũng chẳng nghe biết gì. Ông Abraham lấy chiên bò biếu vua Avimelech và cả hai lập một giao ước. Ông Abraham tách riêng 7 con chiên cái còn non trong đàn ra. Vua Avimelech nói với ông Abraham, 7 con chiên cái còn non ông tách riêng ra đó để làm gì? Ông trả lời, 7 chiên cái còn non ấy, xin ông nhận từ tay tôi. Đó sẽ là bằng chứng tỏ ra chính tôi đã đào cái giếng ấy. Bởi vậy, người ta gọi nơi ấy là Bơ-e-xê-va, vì tại đó hai người đã thề. Bơ-e là cái giếng. Sê-va có nghĩa là giao ước, à, hay là thề đó. Chúng ta cứ thấy chỗ nào có Sê-va hay là Sa-bét ở trong Tân Ước của chúng ta, Elizabeth có nghĩa là en đúng không? Là Eliseva, Sê-va có nghĩa là Thiên Chúa là lời hứa, à, hay Thiên Chúa là lời thề. À, cứ chỗ nào mà chúng ta thấy có chữ Eli là chúng ta biết là ê là Thiên Chúa là à, Thiên Chúa là gì đấy? Elia, à, Thiên Chúa là Đức Chúa, à, hay là Bê-sê-va có Sơ-va có nghĩa là cứ chỗ nào mà có chữ Sơ-va hay Sê-va đó là chúng ta biết đấy là chữ thề hay là giao ước. Giếng thề. Bơ-e là giếng. Chị ạ. Chính tôi đào giếng bởi vậy người ta gọi nơi ấy Bê-sê-va. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy rất lạ là sao? Đến câu chuyện này mới có cái tên là Bê-sê-va. Và cái câu chuyện này hay là chúng ta sẽ thấy ở trong những cái câu chuyện sau cái từ Bết-ên á. Cái từ Bết-ên mãi sau nó mới có gốc tích của cái câu chuyện về Bết-ên, ví dụ như là khi mà Gia-cóp đến một nơi, Gia-cóp là thời sau này đến một nơi và thấy thấy chiếc khang lên lên xuống xuống mới bảo quả thật là nhà Thiên Chúa ở đây thì mới có tên là Bết-ên, tức là nhà Đức Chúa. Thế nhưng chúng ta sẽ thấy là sao? Ở đây mới có cái gốc tích câu chuyện liên quan đến Bơ-e-xê-va. Vậy mà đằng trên chúng ta kéo lên đằng trên chúng ta nhìn sao? À, cái tên Bơ-e-xê-va này đã xuất hiện trước đấy rồi. Ở trong câu chuyện của bà Haga này, đúng không ạ? Nàng đi lang thang trong sa mạc Bê-sê-va, mà mãi đến chương sau, à mãi đến cái phần sau mới có gốc tích của Bê-sê-va. Các thành viên chúng ta có ý kiến gì về cái điều này không? Về cái sự sắp xếp này không? Chúng ta có thấy điều gì lạ lắm? Bởi vì chúng ta sẽ thấy Bê-sê-va còn xuất hiện lên trước nữa, nhưng mãi đến ở đây người ta mới cho chúng ta biết là à, cái tên Bê-sê-va là từ đâu mà ra. Các thành viên chúng ta có đặt câu hỏi là tại sao mà lại có cái sự sắp xếp vậy không? Có ai trong chúng ta đặt ra câu hỏi gì không? Tại sao lại ở đằng trước này thì nó lại có tên Bê-sê-va trước rồi, nhưng mà sau này mới là đến cái phần giải thích. Chúng ta sẽ thấy ở các chương trước cũng vậy. Có khi đã đề cập đến cái tên Bê-sê-va hay cái tên Bết-ên rồi. Nhưng mà sau đấy mới có một cái câu chuyện để giải thích gốc tích. Tại sao lại như thế? Quý thành viên biết không? Có ai có ý kiến gì không ạ? Xin cho con lắng nghe một ý kiến của quý thành viên. Tại sao lại có cái sự lạ lùng ở đây vậy? Dạ, thưa thầy, đó là ý định của Thiên Chúa có trước từ đời đời, trước khi đã có những cái gì sẽ xảy ra sau này. Con cảm ơn ý kiến của sơ. Dạ có ai có ý kiến khác nữa không? Có ai có ý kiến khác gì nữa không ạ? Dạ vâng. Thế thì con xin phép được trả lời. Và chúng ta sẽ nhìn thấy là từ những cái này mình đang nhìn dưới cái góc độ là phê bình văn chương.
À, vì mình đang nói phê bình văn chương hay là phê bình lịch sử thì mình sẽ thấy là sao? Nếu như vậy thì chúng ta sẽ thấy là các cái câu chuyện này á, nó đã diễn ra rồi. Hay là cái câu chuyện mà chúng ta thấy ở trong cái tin mừng đó, chúng ta thấy ở trong tin mừng các tin mừng đó nói về cái biến cố thành thành Jerusalem sụp đổ. Thì trong thời mà các ngài viết á, mặc cho sự kiện một ý kiến nghĩa thiêng liêng. Ok, đấy là những cái mà chúng ta hiểu theo nghĩa đạo đức đúng không ạ? Mọi sự. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ thấy là sao? Chúng ta sẽ thấy có một cái điểm rất là quan trọng. Đấy là gì ạ? Cái quá trình hình thành Kinh Thánh là một cái quá trình lâu dài và tiếp tiến. Và chúng ta sẽ thấy hôm qua thì ở trong cái môn lịch sử Israel thì con còn chia sẻ với quý thành viên 5 bước đúng không ạ? Đầu tiên là sự kiện. Cái bước đầu tiên là cái sự kiện đấy xảy ra. Sau khi sự kiện xảy ra rồi thì mình bắt đầu có truyền thống truyền khẩu, truyền thống truyền khẩu, sau đó là truyền là được viết ra từ từ nghe đúng không ạ, truyền miệng, sau đó được viết ra. Và sau khi được viết ra thì làm gì ạ? Được biên tập lại và cuối cùng là đưa vào quy điển. Thế thì chúng ta sẽ thấy ở đây là những cái dấu vết của cái việc đó. Có thể cái sự kiện nó đã diễn ra từ rất lâu rồi. Và đây chúng ta nhìn thấy cả ở trong đây nó có cái sự biên soạn lại, việc sắp xếp lại ở đây. Và ở đây chúng ta sẽ thấy là sao? Những cái câu chuyện này được viết không phải chính trong cái lúc mà sự kiện đấy nó đang diễn ra, nhưng mà được viết về sau. Được sắp xếp lại vào một cái truyền thống sau này. Ví dụ như chúng ta thấy là sao? Đến đây thì mới nói tên là Bê-sê-va, mới nói đến cái gốc tích. Nhưng mà khi người ta kể lại một câu chuyện xảy ra trước đấy thì người ta cũng phải nói là những cái độc giả người ta vẫn thắc mắc là sao? Vậy là cái câu chuyện này được diễn ra ở đâu, trong khu vực nào? Thì mình biết là người hiện tại thì khi mà mình nói Bê-sê-va là người ta sẽ biết, đúng không ạ? Bởi vì là cái đấy trong thời của họ, trong thời sau này, khi các độc giả sau này họ đọc thì họ biết là cái đấy là Bê-sê-va, là cái nơi chốn mình đã biết rồi. Nhưng khi mà kể một câu chuyện mình không thể nói là không không được, mình không biết là bà Haga bà đi lang thang ở trong khu vực nào, cũng là hoang mạc nhưng mà không biết ở khu vực nào, thì nói là Bê-sê-va, bởi vì trong cái tâm thức của họ thì đã biết rồi. Nhưng mà sau đấy thì lại cái nhu cầu tiếp theo là để kể cái câu chuyện liên quan đến Bê-sê-va thì mới có cái gốc tích. Cho nên chúng ta sẽ thấy là có thể trước đấy có những cái tên, có tên đã được đề cập rồi, nhưng mà chúng ta hiểu là được viết ra sau này, và được biên soạn lại, được sắp xếp lại, được chưa? Và trong thời hậu lưu này thì chúng ta nhìn thấy cái điểm đấy, và chúng ta sẽ cảm thấy không có lạ lạ lắm khi mà đằng trên thì đã đề cập rồi, nhưng mãi vì sau mới kể ra cái gốc tích của nó. Mình sẽ không cảm thấy ngạc nhiên khi mà đằng trên thì đã nói Bê-sê-va bao nhiêu lần rồi, nhưng mà ở dưới đằng này thì mới có tên, mới nói cho chúng ta biết là cái gốc tích của Bê-sê-va là như thế nào, xuất phát từ đâu. Giống như bây giờ chúng ta đang kể những cái câu chuyện rất sống động, mình đang ví dụ như là quý sơ ở Phát Diệm hay là quý sơ ở Tân Việt hay điều này điều kia, thì trước đấy mình cũng đã nói là có một cái địa 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 điểm viêm, mình thuật lại bảo là có cái địa điểm tên là cụm sồi Mamre đúng không ạ? Nhưng mà ở đấy đã có xảy ra cái gì, thì bây giờ đây tôi kể cho anh nghe cái gốc tích vì sao nó có cái tên này nhé. Có thể anh biết cái tên đấy trước rồi, là vị bảo Hòn Trồng, mình biết là Hòn Trồng ở đâu, hay là mình biết cái đá trồng ở Định Quán chẳng hạn, mình biết tên của nó rồi, mình biết tên cái địa danh đấy rồi. Nhưng mà mình biết chỉ mang nghĩa biết thôi, nhưng mà sau đấy thì làm sao đến đấy, lại có một người lại tiếp tục kể cho mình cái câu chuyện là cái sự tích Hòn Trồng nó như thế này này, sự tích đá trồng nó như thế này, thì chúng ta sẽ cảm thấy là sao, nó không có bị lạ lẫm khi mà mình thấy đằng trước đã được đề cập rồi và đằng sau mới kể lại cho chúng ta nghe gốc tích cái đó. Được chưa ạ? Dạ vâng. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp. Và các ý tưởng khi nãy các sơ nói thì cũng rất là thú vị đúng không ạ? Ý tưởng của Thiên Chúa từ trước. Nhưng mà khi mà người ta kể trong một câu chuyện thì người ta cũng muốn một cái địa điểm cụ thể. Và trong cái tâm thức của người lắng nghe, của độc giả lúc bấy giờ thì người ta biết cái địa điểm đấy rồi. Dạ rồi. Chúng ta sẽ đi tiếp. Và chúng ta biết là trong cái môn địa lý văn hóa kinh thánh thì con có chia sẻ với quý thành viên là Bê-sê-va quan trọng không? Từ quan trọng bởi vì nó giống như là cái mũi Cà Mau của Việt Nam đó. Nếu chúng ta có điện, chúng ta có làm sao ạ? Địa đầu Móng Cái, chúng ta có mũi Cà Mau, thì
đối với đất thánh người ta có Đan, từ Đan tới Bơ-e-xê-va, và Bơ-e-xê-va sẽ là cái điểm kết của cái lãnh thổ đất thánh mà chúng ta xét đến. Nghĩa nói là đất Canaan rồi đất thánh được giới hạn từ đâu? Xin thưa là từ Đan đến Bơ-e-xê-va. Thế thì khi mà chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh, chúng ta mà cứ thấy chỗ nào nói từ Đan đến Bơ-e-xê-va là chúng ta biết nguyên cái giải đất đấy. Hay mà cứ khi nói đến Bơ-e-xê-va là chúng ta biết là sao? À, cái giải đất cuối cùng, cái gọi là cái địa, cái mũi cuối cùng đó của lãnh thổ mà khu vực đất thánh mà chúng ta xét đến. Chưa? Trên Bơ-e-xê-va có một cái vai trò rất là quan trọng là giếng thề, và ở đây chúng ta như là cái xác định ranh giới, đúng không? Trong truyền thống rồi sau này vậy. Tựa đảo giếng, bởi vậy người ta gọi nơi ấy là Bơ-e-xê-va, vì tại đó hai người đã thề. Và chúng ta đặt mình ở trong cái bối cảnh của Abraham, chúng ta sẽ thấy rất là thú vị. Bởi vì sao? Đối với một người ở trong văn hóa du mục thì cái giếng nước là một cái gì đấy mang tính rất là quan trọng. Bởi vì ở trong sa mạc mà, mình thấy ở đằng trên nói là hoang mạc Bơ-e-xê-va, cái nguồn nước là rất là quý giá. Và đặc biệt đối với nền văn hóa du mục á, thì người ta nói làm sao? Bí mật về nguồn nước hay về giếng nước ở đâu á, sẽ là một cái công thức hay là một cái gì đấy bí truyền, bí mật ở trong gia tộc. Bởi vì nước quý lắm, thưa quý thành viên. Và đặc biệt chúng ta biết là Bơ-e-xê-va nó thuộc miền, chia thì gọi là Bắc Trung Nam, thì nó thuộc miền miền Nam. Mà miền Nam thì lại là nơi rất là thiếu nước. Chúng ta đọc ở trong các thánh vịnh là sao ạ? Như mưa mưa dẫn suối cạn miền Nam, đúng không? Miền Bắc thì nước nhiều hơn, nhưng mà miền Nam thì rất là thiếm nước, và đặc biệt ở trong hoang mạc. Mà ở đây chúng ta thấy có cái giếng rất quan trọng. Và đây chúng ta liên kết đằng trên. Chúng ta sẽ thấy là ở trong cái khu vực giếng nước, ở khu vực Bơ-e-xê-va này, ai khám phá ra trước đây? Mình nhìn đằng trên mà xem. Đứa trẻ đây đang lang thang trong sa mạc Bơ-e-xê-va. Và cái Bơ-e-xê-va này nó chỉ có tên trong cái câu chuyện ngay sau đó. Nhưng mà Thiên Chúa mở mắt, đúng không ạ? Và nàng đã múc nước trước. Nàng thấy một giếng nước, giếng nước Bơ-e-xê-va, đúng không ạ? Đổ nước đầy bầu ra. Và sau đây mới nói đến cái câu chuyện là Abraham rồi mới thấy cái giếng nước này. Và biết là giếng tôi đã đào. Và chúng ta sẽ thấy là các cái câu chuyện sau này, đặc biệt là trong nền văn hóa du mục á, thì các câu chuyện diễn ra ở quanh cái giếng rất nhiều. Chúng ta thấy câu chuyện mà làm sao chọn vợ của Isaac đấy, cũng quanh cái giếng. Rồi cái câu chuyện mà chuyện tình của Rachel với Jacob cũng ở cái giếng. Và chúng ta sẽ thấy nếu mà liên hệ với văn hóa Việt Nam của chúng ta á, thì chúng ta sẽ thấy là sao ạ? Cái giếng bây giờ mình thấy là ở Việt Nam của mình có cây đa giếng nước sân đình, đúng không, là nơi quy tụ. Hay là trong cái kinh nghiệm văn hóa của Việt Nam mình thì mình nói làm sao ạ? Chọn vợ thì giữa chốn chợ đông, con gái chọn chồng thì giữa chốn ba quân. Thì ở đây chúng ta cũng sẽ thấy là sau này khi mà chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta cũng sẽ thấy là cái giếng nó là nơi để mà chọn vợ chọn chồng đấy, nơi gọi là tiêu chuẩn đó. Chọn vợ chọn chồng tiêu chuẩn, chúng ta sẽ thấy ở trong những cái chương tiếp theo. Rất là thú vị khi mà nói đến cái giếng nước. Và đặc biệt là giếng nước nó có một cái tầm quan trọng trong nền văn hóa du mục. Và đây chúng ta chú ý liên kết nha. Cái tên và Thiên Chúa mở mắt trước. Cái tình trạng ở trong cái câu chuyện của bà Hagar và Ismael ở trong hoang mạc. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chương số 22. Chúng ta đến chương số 22 là một cái chương vô cùng quan trọng. Câu chuyện vô cùng quan trọng và nổi bật đối với cái niềm tin của ba tôn giáo, ba tôn giáo độc thần phát xuất từ tổ phụ Abraham, từ Do Thái. Đấy là Do Thái giáo, Hồi giáo và Kitô giáo, đúng không ạ? Chúng ta thấy sau cái câu chuyện này thì chúng ta mới thấy Abraham là cha của những kẻ tin. Bây giờ con kính mời quý sơ chúng ta sẽ cùng đọc với con nhé. Vâng, con xin mời một sơ sẽ đọc giúp con. Xin mời quý sơ, con xin mời sơ Trinh Phạm Thị sẽ đọc giúp con chương 22 này nhé. Dạ xin sơ mở mic ạ. Sơ chưa mở mic.
Vâng. Sau các việc đó, Thiên Chúa thử lòng ông Abraham. Người gọi ông Abraham, ông thưa, dạ, con đây. Người phán, hãy đem con của ngươi, đứa con một tiêu dấu của ngươi là Isaac. Hãy đi đến xứ Moriah mà dâng nó làm lễ toàn thiêu ở đấy. Trên một ngọn núi ta sẽ chỉ cho. Sáng hôm sau, ông Abraham dậy sớm, hắn lừa đem theo hai đầy tớ và con ông là Isaac. Ông bổ củi dùng để đốt lễ toàn thiêu, rồi lên đường đi tới nơi Thiên Chúa bảo. Sang ngày thứ ba, ông Abraham ngước mắt lên, thấy nơi đó ở đằng xa. Ông Abraham bảo đầy tớ, các anh ở lại đây với con lừa, còn cha con tôi đi lên tận đằng kia. Chúng tôi làm việc thờ phượng rồi sẽ trở lại với các anh. Ông Abraham lấy củi dùng để đốt lễ toàn thiêu, đặt lên vai Isaac, con ông cầm lửa và dao trong tay, rồi cả hai cùng đi. Isaac thưa với cha là ông Abraham. Cha, ông Abraham đáp, cha đây con. Cậu nói, có lửa, có củi đây, còn chiên để làm lễ toàn thiêu đâu? Ông Abraham đáp, chiên làm lễ toàn thiêu, chính Thiên Chúa sẽ liệu con ạ. Rồi cả hai cùng đi. Tới nơi Thiên Chúa đã chỉ, ông Abraham dựng bàn thờ tại đó, xếp củi lên, trói Isaac con ông lại, và đặt lên bàn thờ, trên đống củi. Rồi ông Abraham đưa tay ra cầm lấy dao để chắp tế con mình. Nhưng sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông, Abraham, Abraham. Ông thưa, dạ, con đây. Người nói, đừng giơ tay hại đứa trẻ, đừng làm gì nó. Bây giờ ta biết ngươi là kẻ kính sợ Thiên Chúa. Đối với ta, con của ngươi, con một của ngươi, ngươi cũng chẳng tiếc. Ông Abraham ngước mắt lên nhìn, thì thấy phía sau có con cừu đực bị mắc sừng trong bụi cây. Ông Abraham liền đi bắt con cừu ấy mà dâng làm lễ toàn thiêu thay cho con mình. Ông Abraham đặt tên cho nơi này là Đức Chúa sẽ liệu. Bởi đó bây giờ có câu, trên núi Đức Chúa sẽ liệu. Sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông Abraham một lần nữa và nói, đây là sấm ngôn của Đức Chúa, ta lấy chính danh ta mà thề. Bởi vì ngươi đã làm điều đó, đã không tiếc con của ngươi, con một của ngươi, nên ta sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi, sẽ làm cho dòng dõi ngươi nên đông, nên nhiều. Thầy tua lên nhé. Như sao trên bầu trời, như các loài bãi biển, dòng dõi ngươi sẽ chiếm được thành trì của địch. Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ cầu chúc cho nhau được phúc như dòng dõi ngươi, chính bởi vì ngươi đã vâng lời ta. Ông Abraham trở lại với các đầy tớ của ông. Họ đứng dậy và cùng nhau đi đến Beersheba. Ông Abraham sống ở Beersheba. Sau các việc đó, người ta báo cho ông Abraham rằng, này cả bà Milka cũng đã sinh con, sinh cho ông Naco, em ông. Những người con trai đó là Út con cả, Út con thứ, Cơmuên, cha của Adam, Sekhet, Hazo, Tindad, Kiplat, Bertuen. Ông Bertuen sinh bà Rebeka. Đó là tám người mà bà Milka đã sinh cho ông Naco, em ông Abraham. Vợ lẽ của ông Naco tên là Ruma, cũng sinh con là Tephat, Hatam, Tephat và Maaka. Dạ vâng, con cảm ơn sơ. Dạ, một chương rất dài mà sơ cũng đã đọc. Chúng ta sẽ thấy là ở cuối chương này á, thì sẽ liên hệ chúng ta, bắt đầu chúng ta thấy dần dần là chuyển dần qua một nhân vật khác, đúng không? Dần dần chuyển dần sang
Chúng ta thấy có nhân vật của bà Rebecca đây, rồi dần dần sẽ chuyển qua nhân vật Isaac. Nhưng mà trước hết thì chúng ta quan sát thật kỹ cái chương này. Chúng ta sẽ thấy nếu như ở cái chương kia, chúng ta sẽ thấy là dường như là bà. Chúng ta sẽ thấy là dường như là bà nào ạ? Chúng ta sẽ thấy là dường như là ngay cả bà Haga cũng đang dâng con mình. Phó mặc, phó thác cho Thiên Chúa. Phó thác cho Thiên Chúa khi mà đặt ở dưới đấy và nói làm sao? Xin đừng cho tôi nhìn thấy đứa trẻ này. Bà khóc. Và ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy cái hình ảnh, có những cái hình ảnh tương tự như vậy ở nơi cái hành trình của Abraham. Tuy nhiên chúng ta sẽ thấy là sao? Ở trong cái này chúng ta hãy chú ý đến cái gọi là cái khoảng lặng của Abraham. Mình đặt mình, bây giờ con mời các thành viên, chúng ta cùng đặt mình trong cái tình cảnh của Abraham lúc bấy giờ, và chúng ta cùng đi với Abraham trong cái hành trình đưa Isaac lên lên trên núi mà Thiên Chúa đã chỉ để hiến tế. Mình chỉ có thể cảm được khi mà mình đồng hóa mình với cái hình ảnh, và chúng ta cùng theo bước của tổ phụ Abraham trong cái trình thuật này. Sau các việc đó, chúng ta thấy là cái câu này nó kết nối với các cái câu chuyện ở trước đấy. Sau các việc đó là sau việc gì ạ? Sau cái việc mà sinh Isaac rồi đúng không ạ? Đầy tháng của Isaac. Sau cái việc biến cố gì ạ? Bà Hagar và Ismael bị đưa đi ở trong hoang mạc. Và sau cả cái việc mà cái giếng thể, nhưng mà chúng ta chú ý, chúng ta liên kết cái chương 22 này với cái câu chuyện của bà Hagar ở chương 21. Sau các việc đó, Thiên Chúa thử lòng ông Abraham. Người gọi ông Abraham. Ông thưa, dạ con đây. Người phán, hãy đem con của ngươi, đứa con một yêu dấu của ngươi là Isaac. Và chúng ta sẽ thấy là cái hình ảnh này liên kết với Đức Giêsu đúng không ạ? Khi mà ở dưới nước á, chúng ta thấy người lên này là con yêu dấu của ta, là chính từ cái đoạn này. Cái hình ảnh con yêu dấu đó, chúng ta liên kết với chương 22. Và chúng ta sẽ thấy là có hai cái đoạn lời Chúa được ở trong Cựu Ước được lồng gắn ở trong cái câu đấy, một là ở Sáng Thế này và hai là chúng ta sẽ đọc thấy ở trong ngôn sứ Isaiah. Và chúng ta sẽ thấy là sao? Này, cái khi mà từ cái từ con yêu dấu đó là chúng ta sẽ thấy là sao? Xuất phát từ cái đoạn này. Từ đoạn ở trong chương 22 sách Sáng Thế này. Dạ con đây, hãy đem con của ngươi, đứa con một yêu dấu của ngươi là Isaac. Abraham có phải là chỉ có một đứa con không? Ông có Ismael, nhưng Ismael đã đi rồi. Và chúng ta sẽ thấy làm sao? Một cái rất là đụng chạm khi mà nói ở đây, hãy đem con của ngươi, đứa con một. Bây giờ Abraham chỉ còn có một đứa con thôi. Mà dù trước đấy ông có Ismael rồi, cho dù là con của người nô lệ, nhưng mà chúng ta liên kết với chương trước, Abraham buồn đúng không ạ? Chúng ta thấy đằng trên này, đầu của chương 21, bởi vì đó là con của ông. Đây, chúng ta nghe này. Ông Abraham trong trong câu 11 của cái chương chương 21 chúng ta thấy ông Abraham rất bực mình vì lời ấy, bởi đó là con ông. Và chúng ta sẽ thấy là sao ạ? Ở đây Abraham không chỉ là một lần bị thử thách, mà ông trước đấy ông đã mất cái đứa con đầu tiên của mình rồi. Nhưng ở đây chúng ta sẽ thấy làm sao ạ? Hãy đem con của ngươi, đứa con một yêu dấu. Còn thêm cả từ yêu dấu nữa. Và chúng ta nối kết vậy. Sau các việc đó có cả cái việc trên nữa. Ở trong chương trước nữa, Abraham đã mất một đứa con và ở đây sao còn đứa con duy nhất. Chúng ta sẽ thấy cái tình cảnh của người cha lúc mà đặt vào trong đấy. Đôi khi mình cảm thấy cái chân dung của Ismael hơi mờ nhạt đúng không ạ? Trước đây chúng ta chỉ để ý đến cái chân dung của Isaac thôi. Và nếu như một người người ta nói bất công, người ta sẽ thấy là đằng trên Haga đã khổ đau khổ như vậy rồi, làm sao đứa con của mình vợ cũng rơi vào trong cái hoàn cảnh mà làm sao ạ? Dường như là đang phải đối diện với cái chết. Chúng ta sẽ thấy ở trong cái câu chuyện của Haga vậy, hình ảnh của một người mẹ phải chứng kiến cái chết của con mình.
Và chúng ta sẽ thấy ở đây hình ảnh của một người cha cũng sẽ chứng kiến cái chết của con mình. Đúng không? Mình đặt hai cái tình huống đấy, Hagar chẳng hạn, Hagar ở trong hoang mạc cũng phải chứng kiến cái chết của đứa con. Khi mà ở trong một cái tình trạng mà mình biết là ở đi lang thang trong sa mạc, mình thấy nó hết nước rồi, chỉ còn đối diện với cái chết thôi. Ở đây chúng ta cũng đặt trong cái tư thế của Abraham, cũng sao Thiên Chúa mời gọi, làm lễ toàn thiêu ở đấy, dâng nó làm lễ toàn thiêu đối diện với cái chết. Hãy đem con của ngươi, đứa con một yêu dấu của ngươi là Isaac, hãy đi đến xứ Moriza. Moriza có nghĩa là Thiên Chúa, Thiên Chúa chọn. Thiên Chúa chọn, được chưa? Các thành viên chúng ta sẽ thấy là ở cái nơi mà ta sẽ chỉ cho hay nơi mà ta sẽ chọn, thì Moriza nó có nghĩa là Thiên Chúa chọn, được chưa? Quý thành viên có thể ghi là sao? Moriza có nghĩa là Thiên Chúa chọn. Bởi vì chúng ta cứ thấy chữ Ya đó, chữ Ya là chúng ta biết là có chữ Thiên Chúa, đúng không ạ? Moriza, Thiên Chúa chọn. Mà dâng nó làm lễ toàn thiêu ở đấy, trên một ngọn núi ta sẽ chỉ cho. Và trong sách Sử Biên Niên quyển thứ 2, các thành viên sẽ để ý giúp con nhé. Trong sách Sử Biên Niên quyển thứ 2, chương 3 câu 1 thì có nói cho chúng ta là Moriza chính là nơi để mà sao vua Salomon đã chọn để xây dựng đền thờ Jerusalem. Xin mời quý thành viên chúng ta mở giúp con Sử Biên Niên quyển thứ 2, chương 3 câu 1 ạ. Được chưa? Một sơ sẽ đọc giúp con nha. Sử Biên Niên quyển thứ 2, chương 3 câu 1. Và chúng ta sẽ hiểu là tại sao mà Jerusalem lại có cái vai trò quan trọng như vậy. Được chưa? Vâng, xin mời một sơ sẽ đọc giúp con. Thầy, con xin đọc Sử Biên Niên quyển thứ 2, chương 3. Vua Salomon khởi công xây nhà Đức Chúa tại Jerusalem trên núi Moriza, nơi Đức Chúa đã hiện ra với phụ vương David. Đó là nơi vua David đã chuẩn bị. Trước kia là sân lúa của ông Ornan người Giê-bút. Dạ vâng. Bây giờ chúng ta mới để ý là vậy là Jerusalem, nơi mà xây dựng đền thờ chính là trên đỉnh núi Moriza, đúng không ạ? Nơi mà gọi là sao? Ta sẽ chỉ cho. Và chúng ta biết là sao? Người Do Thái thì họ luôn tự hào bởi vì mình là con cái của tổ phụ Abraham. Và hôm trước con đã chia sẻ với quý thành viên rồi, cái nơi mà người ta gọi là sao? Đặt gọi là nơi cực thánh á, chính là cái nơi tương truyền là nơi mà tổ phụ Abraham đã đặt con mình trên bàn thờ đó, trên cái phiến đá đó để sát tế. Và ở đấy chúng ta sẽ thấy là khơi nguồn cái đỉnh điểm của niềm tin khi mà sẵn sàng dâng hiến đứa con duy nhất của mình trở nên của lễ cho Thiên Chúa. Nhưng mà đấy cũng chính là nơi mà Thiên Chúa hiện diện. Chúng ta sẽ xem cả hai câu chuyện, cả trong cái hoang mạc mà ở Bê-xê-va đó, và trong cái câu chuyện này có vẻ như là sao ạ? Thiên Chúa không xuất hiện, nhưng mà chính ra lại, con xin nhắc lại một cái lần nữa cái cụm từ này, đây là chùm cuối. Trong những lúc mà căng thẳng nhất, trong những lúc mà kịch tính nhất thì chùm cuối mới xuất hiện. Và bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp nha. Chúng ta sẽ cùng đọc tiếp câu chuyện này. Sau các việc đó, Thiên Chúa thử lòng ông Abraham, người gọi ông. Đó. Dạ, con đây. Hãy đem con của ngươi, đứa con yêu dấu của ngươi là Isaac, hãy đi lên xứ Moriza mà dâng nó làm lễ toàn thiêu ở đây. Trên một ngọn núi ta sẽ chỉ cho. Lễ toàn thiêu các thành viên biết là gì rồi, đúng không ạ? Chất củi rồi đốt. Lễ toàn thiêu. Sáng hôm sau, đó, chúng ta sẽ thấy là có những cái từ giống như là trong cái trình thuật của bà Haga đó. Chúng ta cũng sẽ thấy ở trong cái phần trên này, chúng ta cũng sẽ thấy làm sao? Sáng sớm hôm sau, đúng không ạ? Đây. Trong câu 14. Sáng hôm sau, ông Abraham dậy sớm, lấy bánh và một bầu da đựng nước đưa cho Haga. Chúng ta cũng sẽ thấy ở cái chương tiếp theo rồi, đặt đứa bé lên vai nàng thì chúng ta sẽ thấy là chất ở trên lưng lừa, đúng không ạ? Mình sẽ thấy có những cái tương đương, những cái song song vào đấy. Sáng hôm sau, ông Abraham dậy sớm, thắng lừa, đem theo hai đầy tớ và con ông là Isaac. Ông bổ củi để đốt lễ toàn thiêu rồi lên đường đi tới nơi Thiên Chúa bảo. Sang ngày thứ ba, ông Abraham ngước mắt lên, thấy nơi đó ở đằng xa.
Abraham ngước mắt lên thấy nơi đó ở đằng xa. Và chúng ta so sánh với cái chương vừa nãy mà xem. À, cũng có gì đây ạ? Chúng ta sẽ thấy nhìn. Đó. Ngước mắt lên cũng nhìn thấy đúng không? Bắt nàng đi lang thang trong sa mạc. À, thấy nơi đó đằng xa, nàng đi ngồi đối diện cách xa khoảng tầm cung bắn. Cũng có cái ngước mắt nhìn thấy một cái khoảng. Nhìn thấy cái nơi mà có thể đứa trẻ nó sẽ chết ở đó. Chúng ta thấy ở cái câu chuyện của bà Haga đúng không? Nhìn đặt đứa bé gốc cây và nhìn nhìn thấy cái nơi mà đứa trẻ có thể bị chết ở đấy. Và chúng ta thấy Abraham nhìn nhìn cái nơi mà sao có thể Isaac sẽ được hiến tế ở đấy. Hai cái song song với nhau. Đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp nhỉ. Thấy nơi ở đó đằng xa, ông Abraham bảo đầy tớ, các anh ở lại đây với con lừa, còn cha con tôi đi lên tận đằng kia, chúng tôi làm việc thờ phượng, rồi sẽ trở lại với các anh. Ở đây chúng ta sẽ thấy là nhiều giáo phụ á, trước đây thì liên hệ làm sao ạ? Con lừa đúng không? Rồi chất lên lưng lừa rồi chúng ta sẽ thấy cái hành trình ở đây rất là lạ. Chúng ta chú ý đến cái thời gian ở đây. Chúng ta sẽ thấy thời gian ở trong cái đoạn trước này thuật rất nhanh. Quý thành viên chúng ta sẽ thấy để ý đến cái tốc độ của người kể chuyện mà xem. Chúng ta sẽ thấy rất nhanh đúng không ạ? Ở đây. À, chúng ta đến từ chúng ta xem câu 3 đúng không ạ? Đến câu 4. Từ hai câu câu 3 câu 4. Sáng hôm sau à, xong lại sang ngày thứ ba ngước mắt lên, chúng ta thấy có những cái con số này, sang ngày thứ ba ngước mắt lên. Chúng ta thấy 3 ngày rất nhanh đúng không ạ? Sáng hôm sau rồi sang ngày thứ ba, cái hành trình dài mà chỉ thuật lại trong có hai câu thôi. Abraham dậy sớm thắng lừa, đem theo hai đầy tớ. À, chúng ta đôi khi nhiều người trong chúng ta liên hệ đúng không? Liên hệ hành trình của Đức Giêsu, người ta liên hệ Đức Giêsu với chúng ta thấy các giáo phụ liên hệ Đức Giêsu với hình ảnh của Isaac. À, đem theo hai đầy tớ và con của ông là Isaac. Giống như tựa 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 như ở trong Tân Ước người ta hay liên hệ gì ạ? Hai người trộm đúng không? Với Đức Giêsu. À, bổ củi dùng để đốt lễ toàn thiêu rồi đi đường đi tới nơi Thiên Chúa bảo. Đi tới nơi Thiên Chúa bảo. Sang ngày thứ ba, Abraham ngước mắt lên thấy nơi đó ở đằng xa. Các anh ở lại đây với con lừa. Và chúng ta sẽ thấy cái hành trình tiếp theo rất là thú vị. Mình thấy là cái hành trình ở đây 3 ngày đúng không ạ? Mà diễn tả trong có 2 câu thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ xem là cái đoạn đường đi từ dưới chân núi để lên nơi sát tế dường như rất dài. Cái diễn biến, mình để ý đến cái tốc độ một chút đúng không ạ? Ông Abraham lấy củi dùng để đốt lễ toàn thiêu đặt lên vai Isaac. Các giáo phụ thì liên hệ cái hình ảnh làm sao ạ? Chất củi trên vai Isaac với cái hình ảnh Đức Giêsu vác cái thập giá để lên đồi Golgotha chịu hiến tế. Abraham lấy củi dùng để đốt lễ toàn thiêu đặt lên vai Isaac. Con ông cầm lửa và dao trong tay rồi cả hai cùng đi. Chúng ta sẽ thấy làm sao cái hành trình 3 ngày chỉ được diễn tả trong hai câu buổi sáng rồi xong sang ngày thứ ba rất ngắn gọn hai câu, vậy mà cái hành trình đi lên đỉnh núi này chúng ta sẽ thấy và có một cái khoảng lặng của Abraham ở trong đấy. Ông Abraham lấy củi dùng đốt lên toàn thiêu đặt lên vai Isaac con ông. Ông cầm lửa và dao trong tay rồi cả hai cùng đi. Cả hai cùng đi. Và bây giờ mình đặt cả cái tâm trạng của mình, đặt cả cái tâm trạng của Isaac. À, mình đặt trong đấy, ví dụ Isaac ở trên à, với tâm tình của Đức Giêsu mình thấy thốt lên trong cái Thánh Vịnh 22 à, sao ạ? Lạy cha đúng không ạ? Bỏ rơi con sao? Mình đặt trong cả tâm trạng của cả Isaac và đặt mình trong cả tâm trạng của Abraham nữa. Có lẽ trên trong cái hành trình đi lên núi ấy, đi với đứa con của mình, đứa con yêu dấu của mình, chúng ta thử nghĩ xem trong tâm trạng của Abraham lúc bấy giờ đang suy nghĩ gì. Mình đặt mình vào trong tâm trạng của Abraham. Vì cái nỗi đau có thể nói là nỗi đau tột cùng đúng không ạ? Isaac thưa với cha là ông Abraham. Cha, rất ngắn gọn. Abraham đáp, cha đây con. Cậu nói, có lửa, có củi đây, còn chiên làm lễ toàn thiêu đâu. À,
chiên vượt qua, chiên đúng không ạ, chúng ta sẽ thấy là hình ảnh của chiên vượt qua. Còn chiên làm lễ toàn thiêu đâu? Ông Abraham đáp: chiên làm lễ toàn thiêu chính Thiên Chúa sẽ liệu con ạ. Rồi cả hai cùng đi. Chúng ta đến chú ý đến cái động từ này, cùng đi. Một cái khoảng lặng 3 ngày thì chỉ diễn tả trong 2 câu thôi, thế mà cái đoạn này, cái đoạn đường đi á, có vẻ nó rất là dài, diễn tả trong bao nhiêu câu, và nó dài, nó không chỉ dài bởi vì sao, nó không chỉ dài mà nó còn nặng nề về cái tâm trạng nữa. Mình đặt mình trong cái cảm xúc, trong cái vị thế của Abraham lúc bấy giờ mà xem. À, mình đặt mình vào trong cái hoàn cảnh ấy. Khi mà một đứa con ngây thơ, một đứa con yêu dấu của mình hỏi cái câu đấy. Nhưng mà nói sao, Chúa sẽ liệu, chiên toàn làm lễ toàn thiêu, chính Thiên Chúa sẽ liệu con ạ. Tới nơi Thiên Chúa đã chỉ, ông Abraham dựng bàn thờ tại đó, xếp củi lên, trói Isaac con ông lại và đặt lên bàn thờ trên đống củi. Rồi ông Abraham đưa tay ra cầm lấy dao để sát tế con mình. Chúng ta thử đếm xem có mấy động từ nào. Con số 7. À, chị biểu thị cái sự ấm dọ, cái sự trọn vẹn này. Tới nơi Thiên Chúa đã chỉ, tới nơi đúng không? Đi tới nơi rồi, Abraham dựng bàn thờ tại đó, xếp củi lên, trói Isaac đặt lên bàn thờ, đặt trên đống củi đúng không ạ? Rồi đưa tay ra cầm dao để sát tế, con số 7. Con số biểu thị sự trọn vẹn. Và nếu mà chúng ta đọc ở trong câu chuyện người Samarino nhân hậu đó, chúng ta cũng sẽ thấy 7 cái động từ. Mình sẽ chú ý đến 7 cái đó. Và đây chúng ta cũng sẽ thấy đấy. Tới nơi, đi tới nơi Thiên Chúa đã chỉ, dựng bàn thờ tại đó, xếp củi lên trên bàn thờ, trói Isaac lại, đặt lên trên bàn thờ, đặt trên đống củi, đúng không ạ? Rồi đưa tay ra cầm lấy dao để sát tế. Các sơ đếm lại xem đúng không? À. Và chúng ta thấy em sợ một cái sự thinh lặng hoàn toàn, ông chỉ có làm thôi, không có nói. Và nếu mà bây giờ chúng ta thấy làm sao, có lẽ cái tiếng nói ở trong lòng của Abraham giờ này đang rất mạnh mẽ, tình cảnh một người cha, nhưng mà chúng ta sẽ thấy đây thinh lặng, một cái khoảng không, cái quãng đường đi từ núi, từ chân núi chỗ này để mà lên đỉnh núi Moriah, một đoạn đường rất dài. Và có thể làm thế nào ở trong cái tình trạng của Abraham đây, một người tôi tớ trung thành và một người cha, cái mối giằng co ở trong thân phận con người. Ví dụ như đứa trẻ mà nó không có hỏi cơ thì mình thấy nó còn đỡ nặng nề hơn đúng không, cứ một mạch đi lên núi thôi, cứ một mạch đi lên núi thôi trong tâm trạng của người cha đó. Nếu mà cứ một mạch đi lên núi, hai cha con lầm lầm lũi đi lên núi mà không nói năng gì thì có lẽ bầu khí nó sẽ bớt căng thẳng hơn. Nhưng mà còn đau xót hơn cho Abraham khi mà chính đứa con nó lại cất lời nó hỏi trước. À, tiếng nói, tiếng kêu của đứa con đã phá vỡ cái sự thinh lặng đúng không ạ? Đó, cái quãng đường chúng ta phải đọc câu 6, câu 7, câu 8 rồi xong lại câu 9, câu 10 rất ngắn gọn đúng không ạ? Abraham trả lời rất ít. Cha đây con, rồi em sợ Thiên Chúa sẽ liệu, tiếng kêu đứa con vậy. Rồi đưa tay ra cầm lấy dao để sát tế con mình. Thì chúng ta cũng nhìn thấy, có lẽ ở đây chúng ta sẽ thấy làm sao, tiếng khóc. À, Abraham không có khóc ở ngoài như là bà Haga đúng không, chúng ta sẽ không có nghe thấy tiếng khóc của Haga, và chúng ta cũng sẽ thấy không nghe thấy Kinh Thánh diễn tả bất kỳ điều gì về tiếng khóc hay tiếng kêu la của Isaac đúng không ạ? Ở đây chúng ta đâu có nghe thấy tiếng khóc, tiếng kêu của Isaac đâu. Nhưng mà mình sẽ thấy là chính cái lúc này đây, chính lúc mà tưởng chừng là, chúng ta sẽ thấy là ở trong câu chuyện của bà Hagar đó, cũng không nghe thấy tiếng khóc của Ismael. Trong câu chuyện Isaac này cũng không nghe thấy tiếng khóc, tác giả Kinh Thánh không diễn tả là Isaac quằn quại, gọi là dãy giụa ở trên bàn thờ như thế nào, không hề, không có bất kỳ miêu tả nào, diễn tả nào về cái tâm trạng, về cái thái độ hay là về cái hoàn cảnh của Isaac lúc bây giờ. Biết là làm sao cha mình trói mình ở đó, đặt lên bàn thờ ở đó,
giơ tay, đang cầm dao giơ tay giết. Nhưng mà chúng ta thấy tác giả Kinh Thánh không có diễn tả bất kỳ điều gì. Nhưng mà trong chính lúc này chúng ta sẽ thấy, nhưng sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông Abraham, Abraham, Abraham. Ông thưa, dạ con đây. Người nói, đừng giơ tay hại đứa trẻ, đừng làm gì nó. Bây giờ ta biết ngươi là kẻ kính sợ Thiên Chúa. Đối với ta, con của ngươi, con một của ngươi, ngươi cũng chẳng tiếc. Chúng ta nghe câu này quen quen đúng không? Con một của ngươi, ngươi cũng chẳng tiếc. Đó. Con của ngươi, con một của ngươi, ngươi cũng chẳng tiếc. Rồi, ông Abraham ngước mắt lên nhìn. À, chúng ta lại nhìn thấy giống như là bà Hagar ở đằng trên này đúng không ạ? Đấy, cũng ngước mắt lên nhìn là Chúa mở mắt nè. Đó. Thiên Chúa mở mắt cho nàng, nàng thấy một giếng nước. Đấy, ở đây chúng ta thấy đừng sợ, Thiên Chúa đã nghe thấy tiếng đứa trẻ. Chúng ta sẽ thấy. Rồi, nước đầy bầu ra. Và chúng ta sẽ thấy đằng sau cũng vậy. Đúng không ạ? Ngước mắt lên nhìn, nhìn thấy phía sau có con cừu đực bị mắc sừng trong bụi cây. À. Ông Abraham liền đi bắt con cừu ấy mà dâng làm lễ toàn thiêu thay cho con mình. Ông Abraham đặt tên cho nơi này là Đức Chúa sẽ liệu. Nhưng mà đúng ra là Đức Chúa đã nhìn thấy. Đức Chúa sẽ nhìn thấy, Đức Chúa thấy, nhìn. À. Đây mình gọi là Thiên Chúa đã liệu, nhưng mà đúng ra sao ạ? Là Thiên Chúa sẽ nhìn. Thiên Chúa sẽ nhìn. Ở trong cái bản gốc mình dịch ở trong cái từ này là Thiên Chúa sẽ nhìn. Ra'ah. Ra'ah. Thiên Chúa sẽ nhìn. Cái nơi đấy. Và chúng ta sẽ thấy là cái này mình thấy song song giữa cái làm sao? Mình thấy song song giữa cái trình thuật của bà Hagar đúng không? Với trình thuật của Abraham. Và đằng sau chúng ta sẽ nghe này. Sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông Abraham một lần nữa và nói, đây là sấm ngôn của Đức Chúa, ta lấy chính danh ta mà thề. Bây giờ mình lại song song, mình thấy cái đoạn này với cái đoạn mà Hagar và cái đoạn đằng sau này, mình lại thấy làm sao ạ? Lại liên hệ về cái câu chuyện mà Bê-xê-va lấy danh của Đức Chúa mà thề đúng không? Chúng ta sẽ thấy cái sự song song giữa cái chương 21 và chương 22 này. Nếu đằng trên thì vua bảo hãy lấy danh của Đức Chúa mà thề, thì ở đây làm sao? Sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông Abraham một lần nữa và nói, đây là sấm ngôn của Đức Chúa, ta lấy chính danh ta mà thề, bởi vì ngươi đã làm điều đó, đã không tiếc con của ngươi, con một của ngươi. Chúng ta sẽ thấy lạ đúng không? Lặp lại, bởi vì ngươi đã làm điều đó. Làm điều đó là làm điều gì? Tất cả các câu chuyện ở trên chứ không chỉ câu chuyện này. Mình liên kết bởi vì đầu của cái chương này chúng ta thấy làm sao ạ? Sau những... chúng ta thấy đầu chương, sau các việc đó. Đúng không ạ? Để kết nối với cả những cái chuyện, nối với cả chương trước. Và ở đây chúng ta cũng sẽ thấy làm sao, đằng sau nó cũng vậy này. Đã làm điều đó. Cả trong cái câu chuyện mà chúng ta nhìn thấy cái nỗi đau xé lòng của Abraham khi mà phải rời xa đứa con thứ nhất là Ismael, và làm sao ạ? Tiếp tục từ bỏ cái làm sao để mà dâng hiến đứa con tiếp theo mà đứa con yêu dấu là Isaac. Sau tất cả những việc đó, và chúng ta sẽ thấy là bắt đầu ở đằng sau cái đoạn này thì chúng ta sẽ nhìn thấy chân dung của tổ phụ Abraham rất là đẹp. Trước đây chúng ta nhìn thấy mèo mó, và chúng ta sẽ thấy là có một cái bước ngoặt về đức tin, bước nhảy về đức tin. Có thể trước đấy chúng ta sẽ nhìn thấy những cái gọi là hình ảnh như ở trong câu chuyện của Hagar đó. Nước cạn, rồi ở lì, rồi điều này, điều kia. Và bây giờ cần một cái bước nhảy về đức tin. Từ bỏ và hiến dâng. Hiến dâng, phó thác. Chúng ta sẽ thấy cái bước ngoặt về đức tin này. Và chúng ta so sánh cả hai câu chuyện. Một cái câu chuyện mà sao? Người mẹ cũng phó thác trong cái cám cảnh, trong cái gọi là sao? Cái nghịch cảnh mà thâm sâu nhất, nhìn thấy chứng kiến, chúng ta sẽ thấy là sao ạ? Cái đau khổ nhất không chỉ là gì ạ? Đứa con của mình phải chết, mà chính mắt mình phải nhìn thấy đứa con của mình phải chết. Hagar ở trong hoang mạc diện đối diện với đấy. Abraham giơ tay. Ví dụ như là Isaac hay có cái điều gì đấy mà làm sao bị người khác sát hại hay điều này điều kia thì nó sẽ không có đau đớn cho bằng làm sao ạ?
À, là chính tay mình hay chính mắt mình phải nhìn thấy cái cảnh đấy. Chúng ta xem trong các cái phim chiến tranh đúng không? Ví dụ như là có một người sao thấy là giết chết mà còn đau đớn hơn nữa khi mà tận mắt mình nhìn thấy cái cảnh mà người thân của mình phải chết. Bản thân chúng ta cũng vậy thôi. Bản thân chúng ta cũng vậy thôi. Đôi khi mà bản thân mình ra đi cái này cái kia thì mình cảm thấy rất nhẹ nhàng, nhưng mà cái nỗi đau á là mình phải chứng kiến những người thân yêu của mình, những người thân, những người quen của mình ra đi thì mình đã thấy đau khổ rồi, mà những người mà mình còn thân yêu nữa thì cái nỗi đau đấy nó lớn biết dường nào. Và chúng ta thấy cái tận cùng của nỗi đau, tận cùng của nỗi đau, các gọi là bạn chạm đáy nỗi đau đúng không ạ? Và trong chính cái gọi là mình tưởng chừng như chạm đáy nỗi đau ấy, Thiên Chúa sẽ khơi lên cho chúng ta niềm hy vọng để chúng ta tin tưởng và phó thác vào Ngài. Giống như trong cái câu chuyện của Haga, đặt vào đó và nói làm sao, ước gì tôi không có phải nhìn thấy đứa trẻ này phải chết. Rồi ở trong cái Abraham, Abraham nói làm sao ạ? Chiên xác tế thì Chúa sẽ liệu. Chiên xác tế đó Chúa sẽ liệu. Chính trong những cái gọi là tận cùng của đau khổ, tận cùng của đau thương, trong cái sự tín thác thì mình sẽ không mất đi niềm hy vọng. Không mất đi niềm hy vọng. Và chúng ta sẽ thấy làm sao? Nên ta sẽ thi ân giáng phúc cho người. Có phải trước đấy Chúa không thi ân giáng phúc cho Abraham không? Không. Chúa vẫn luôn thi ân giáng phúc cho Abraham. Chúa ở với Abraham mà. Ta ở với người. Và ở đây chúng ta sẽ thấy cái hình ảnh và cái đoạn tiếp theo song song với cả cái chương 21 đó. À. Nên ta sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi, sẽ làm cho dòng dõi ngươi nên đông, nên nhiều như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển. Dòng dõi ngươi sẽ chiếm được thành trì của địch, mọi dân tộc trên mặt đất sẽ cầu chúc cho nhau được phúc như dòng dõi ngươi, chính bởi vì ngươi đã vâng lời ta. Vâng lời. Vâng lời. Và nếu mà chúng ta chỉ đọc đoạn trên, chúng ta bảo ôi chú có mỗi một bài mà Chúa xài hoài, Chúa có mỗi một bài mà Chúa lặp đi lặp lại, Chúa nói hoài là dòng dõi người đông như sao trên trời, như cát bãi biển, hứa từ bao đời nay, hứa từ bao lâu nay rồi, mấy chục năm nay rồi, được cho được đứa con rồi, bắt hiến tế điều này điều kia, đúng không? Chúng ta bảo cái bài này nghe có vẻ Chúa dùng suốt, hứa suốt. Không biết chú có nhà họ hứa không mà thấy hứa suốt, đúng không? À, chúng ta thấy cái này vậy. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy đằng sau cái điều này nó mới hơn cả các cái trước làm sao. Dòng dõi ngươi sẽ chiếm được thành trì của địch. Mọi dân tộc sẽ trên mặt đất sẽ cầu chúc cho nhau được phúc như dòng dõi ngươi, bởi vì ngươi đã vâng lời ta. Và chúng ta sẽ thấy ở đây rất lạ, đúng không? Chỉ nói làm sao? Ông Abraham trở lại với các đầy tớ của ông. Không thể nói với Isaac như nào hết. Họ đứng dậy, hà lại cái tư tưởng gọi là đứng dậy và cùng nhau đi đến Beersheba. Ông Abraham sống ở Beersheba. Đó. Các thành viên có thấy lạ không? Tại sao mà không thể nói gì? Ông Abraham trở lại với các đầy tớ của ông. Họ đứng dậy và cùng nhau đi đến Beersheba. Ông Abraham sống ở Beersheba. Không thể nói gì về Isaac nữa. Có ai trong chúng ta có đặt ra cái vấn đề đề này không? Mình đọc câu 19 mình bảo, ủa sao sao thầy con nói là mỗi ông Abraham trở lại với các đầy tớ của ông. Rồi họ đứng dậy cùng nhau đi đến Beersheba. Rồi ông Abraham sống ở Beersheba. Các thành viên nghĩ sao về cái chi tiết này? Dạ, yeah. Có ai có ý kiến gì không? Có thành viên nào có ý kiến gì về cái chi tiết này không ạ? Alo? Dạ. Yeah. Các sơ đúng là đang gọi là thực hiện lại, đang rất là nhập tâm trong cái gọi là cái hành trình của Abraham đi lên đỉnh núi đúng không ạ? À, chúng ta đang áp dụng cái phần gọi là thinh lặng, à, khoảng lặng. À, chúng ta đang đang gọi là áp dụng bài, đang cảm nghiệm. Chắc là các sơ vẫn đang gọi là đang động lại trên hành trình, vẫn đang ở trên hành trình Abraham cùng với Isaac đi lên đỉnh núi và chưa xuống núi.
Chúng ta vẫn đang ở trên đỉnh núi và chúng ta chưa xuống núi. Ok, vậy thì con sẽ để dành cái câu trả lời này cho quý thành viên. Chúng ta thử tìm hiểu tại sao lại như thế nhá. Và chúng ta sẽ gặp lại với nhau trong cái tiếp theo. Con sẽ tạm dừng ở đây và chúng ta sẽ tạm dừng ở đây bởi vì bây giờ chúng ta cũng đã hết giờ mất rồi. Và con để cho quý thành viên chúng ta thử đặt mình vào trong cái hành trình của Abraham để chúng ta thử đặt mình xem tại sao ở đây nó lại như thế. Được chưa? Và nó có điều gì thú vị. À. Vâng, bây giờ thì con xin mời một sơ sẽ quý sơ cộng đoàn Calcutta sẽ giúp con dâng lời tạ ơn Chúa để chúng ta kết thúc buổi học ngày hôm nay. Xin quý thành viên chúng ta xin quý thành viên chúng ta đừng vội thoát ra nhé, bởi vì con còn một vài thông báo nữa. Xin mời quý sơ Calcutta sẽ dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã tạo điều kiện cho chúng con có cơ hội được cùng với nhau qua sự hướng dẫn của Thầy để chúng con tay khám phá lời của Chúa qua hành trình ơn gọi của Abraham. Chúng con tạ ơn Chúa bởi Chúa đã ban cho chúng con có được Abraham làm tổ phụ của đức tin bằng chính cuộc sống rất bình thường của Abraham. Chúng con cũng được Chúa nuôi dưỡng đức tin của chúng con hàng ngày. Xin Chúa tiếp tục yêu thương và hướng dẫn chúng con để ngang qua những công việc phục vụ, học tập. Chúng con cũng lớn lên trong đức tin và tình yêu với Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chúng con một giấc ngủ đêm nay. Amen. Sang danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúng con cảm ơn Thầy. Dạ vâng, con cảm ơn quý thành viên. Thưa quý thành viên thì bắt đầu từ buổi sau, thứ tư tuần sau thì có lẽ con sẽ rời cái giờ này cho nó muộn hơn. Con sẽ rời cái giờ này cho nó muộn hơn thì để quý thành viên chúng ta sẽ tiện hơn, bởi vì con thấy là lúc lúc 7 giờ thì có vẻ là nhiều thành viên chúng ta vẫn còn rất là cập rập. Cho nên là một là 7 rưỡi hoặc hai là 8 giờ thì các thành viên có thể chọn giúp con không? Thực ra thì nếu mà 8 giờ thì con sẽ 8 giờ thì con sẽ tiện với giờ cộng đoàn hơn thì có thể tham dự giờ kinh chung với mọi người. Còn đâu nếu mà không 7 rưỡi thì con cũng có thể sắp xếp để cho quý thành viên chúng ta thuận lợi hơn. Rồi thêm một cái điều nữa là con hy vọng là quý thành viên chúng ta sẽ vô sớm hơn. Nếu mà có thể chúng ta sẽ vô sớm hơn bởi vì con thấy là nhiều thành viên á, bởi vì chúng ta có những cái buổi này chúng ta thu á, thì nhiều thành viên chúng ta cứ vô sau rồi nó cứ có tiếng tinh tinh. Mà nếu mà con không có ấn chấp nhận thì con cũng cảm thấy rất là ngại với quý thành viên. Nhưng mà khi mà con thầy có tiếng như vậy thì nó cũng rất là bất tiện với quý thành viên. Cho nên nếu mà có thể được thì xin quý thành viên chúng ta vô sớm hơn. Nhiều khi chúng ta vô bởi vì quý thành viên thông cảm giúp con là ở đây con vừa mở con vừa xem màn hình mà rồi lại còn phải còn ấn chấp nhận nữa, còn ấn chấp nhận cái này cái kia thì đôi khi nó có thể nó cũng hơi bị phân tâm đôi chút. Cho nên con xin quý thành viên nếu có thể được thì chúng ta vô chúng ta sẽ vô đúng giờ hơn. Trừ những cái gọi là bất khả kháng, trừ những cái mà chúng ta có thể khó quá mà mình vội quá không được thì xin quý thành viên chúng ta sẽ lưu ý giúp con vậy nha. Vâng, và thêm thế nữa thì khi nãy con có thấy quý thành viên có đồng ý, có nhắn tin với con là đa số là 7 rưỡi. Vậy thì trong các buổi từ buổi thứ tư tuần sau chúng ta sẽ rời vào 7 rưỡi, chúng ta sẽ rời vào 7 rưỡi. Được chưa ạ? Dạ rồi, dạ, còn vâng. Đâu cảm ơn. Vâng. Vâng. Còn đâu nếu mà quý thành viên nào chúng ta có câu hỏi gì hay chúng ta có thắc mắc gì thì chúng ta có thể trao đổi thêm trong